phá chốn thiên đường mà sau việc cứ yêu nhau là phải đến. Được xem là thiên đường tình ái đảo Medieval, dẫn đầu danh sách những địa điểm sau việc cứ yêu là phải đến. Đan Trường lặng lẽ du lịch cùng vợ. Đám cưới của nam ca sĩ Đan Trường và vợ được tổ chức vào đầu năm 2013. Nhưng vì lịch trình làm việc bận rộn của chồng nên Thủy Tiên ít có cơ hội khám phá những miền đất đẹp cùng ông xã. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng dành nhiều thời gian sinh sống tại xứ sở cờ hoa cùng vợ. Mãi đến năm 2015, hai vợ chồng anh Bo quyết định dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch cùng nhau. Maldives là địa điểm mà cả hai lựa chọn cuối cùng. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng khu resort sang trọng đã mang lại vẻ đẹp lung linh trong những bức hình Đan Trường với vợ. Từng thừa nhận mình là người thiếu sự lãng mạn trong tình yêu, nhưng những khoảnh khắc tình tứ bên vợ của nam ca sĩ họ Phạm khiến các fan phải trầm trồ. Phan Anh lãng mạn đưa vợ đến Maldives. Trong dàn mỹ nam Việt có một người được nhận nhiều lời khen điển trai, tài năng, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, chính là MC Phan Anh. Với cách nói chuyện khéo léo, nam MC đã làm xao xuyến biết bao trái tim phái nữ. Chuyện tình từ thời cấp sách của Phan Anh với bà xã khiến ai cũng thán phục. 17 năm yêu nhau và đi đến cuộc sống hôn nhân, cả hai vợ chồng vẫn giữ cho nhau một tình yêu và lòng tin bất diệt. Không chỉ giỏi trong việc giữ lửa, Phan Anh còn rất biết cách dành tình cảm ngọt ngào hơn cho vợ. Trong dịp kỷ niệm 17 năm ngỏ lời yêu, nam MC đã hâm nóng hôn nhân tại quốc đảo Maldives. Trong khung cảnh nên thơ và những lời mật ngọt, món quà đáng nhớ trong cuộc đời của người mẹ ba con sẽ trở nên khó quên. Hoa hậu Ngọc Duyên và hình ảnh đậm chất ngôn tình cùng chồng sắp cưới. Thông tin ồn ào về việc chuẩn bị rút lui khỏi làng giải trí chưa nguôi. Những hình ảnh ngôn tình trong lễ sinh nhật bạn trai Hoa hậu Ngọc Duyên càng khiến người xem phát hờn. Mỹ Nhân đã tận tay sắp xếp bất ngờ cho bữa tiệc hai người, đến Maldives vốn lung linh lại càng trở nên thơ mộng. Được biết cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian khá dài và mới đây cùng đi đến quyết định trọng đại trong đời. Quốc đảo Maldives trở thành chứng nhân tình yêu, cũng là nơi vun vén cho tình cảm của họ. Sẽ là kỷ niệm đẹp mà cặp tình nhân nào cũng muốn được tận hưởng một lần trong đời. Siêu mẫu Ngọc Thạch chụp ảnh cưới tại đảo Thiên Đường. Để chuẩn bị cho bộ ảnh cưới kỷ niệm, vợ chồng siêu mẫu Ngọc Thạch đã có những khoảnh khắc tung hoành tại Maldives. Thực hiện bộ ảnh cưới trong mơ, thiếu gia Hà Thành đã bỏ ra khoản chi phí không nhỏ khi mang nguyên ekip sang đảo Thiên Đường. Vụ đá đè sập nhà ở Sơn La, thắt lòng con trai 4 tuổi mất hai chân, mẹ rơi vào tình trạng nguy kịch. Đứt đá sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua đã san bằng căn nhà của đôi vợ chồng nghèo khổ ở Sơn La, khiến con trai 4 tuổi phải cắt bỏ hai chân, người vợ rơi vào tình trạng nguy kịch. Tai nạn ập đến với gia đình chị Trần Thị Thơm, tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, vào chiều tối ngày 19 tháng 7, trong lúc đứa con trai 4 tuổi đang tròn giấc và người mẹ đang xem tin tức. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn kéo dài nên đất đá sạt lở và gây ra tai nạn kinh hoàng cho gia đình này. Hiện tại bé Nguyễn Hồng Phúc, con trai chị Thơm, không thể đi lại được, còn người mẹ khốn khổ bị dập nát toàn bộ cẳng tay, bàn tay phải, toàn bộ cơ căng chân và bàn chân trái cũng bị thương nặng. Căn nhà đơn sơ của gia đình chị Thơm nằm cách chân núi khoảng 500m. Tai nạn xảy đến bất ngờ nên hai mẹ con không thể chạy thoát. Nghe thấy tiếng đất đá đổ ầm ầm, chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì căn nhà đã bị san bằng. Theo bản năng của một người mẹ, chị Thơm lao ra đường để cứu lấy con trai nhưng không kịp vì những tảng đá to nặng đã giữ chân chị. Tốc độ đất đá đổ xuống quá nhanh, căn nhà đổ nát đè lên người hai mẹ con chị. Khi nghe tiếng đất đá đổ, người dân xung quanh chạy đến thì thấy căn nhà của gia đình chị Thơm đã bị đất đá đè bẹp. Bà con hàng xóm cùng nhau bới đất đá để cứu người, đồng thời thông báo cho chính quyền để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, chị Thơm và bé Phúc được chuyển đến bệnh viện tỉnh Sơn La trong tình trạng ngất xỉu hoàn toàn, hết sức nguy kịch. Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Thơm, người dân ở đây ai cũng bày tỏ nỗi thương cảm khôn nguôi. Hàng ngày anh Hồng, bố bé Phúc vất vả với công việc lái xe thuê để kiếm thêm thu nhập, mong các con lớn khôn trong sự no ấm. Còn chị Thơm bôn ba với trăm nghề, chỉ cần kiếm tiền nuôi các con thì chị không hề quản ngại. Anh chị sinh được hai người con, đứa lớn năm nay vào lớp 9, còn em nhỏ chỉ vừa lên 4. Những tưởng hạnh phúc đơn sơ sẽ đến với gia đình này, nhưng ngờ đâu tiếng cười chưa kịp bén hơi thì tai nạn kinh hoàng đã ập đến. Nhận được hung tin, người chồng vội vã bỏ dở công việc để về nhà.
Anh thẫn thờ vì không tin số phận lại trêu ngươi gia đình anh độc ác đến thế này. Anh cho biết, hôm xảy ra tai nạn, cô con gái đầu lòng có việc ra ngoài nên may mắn thoát được thảm kịch do vụ sạt lở. Vừa mới lên 4, cái tuổi chỉ biết ăn, biết chơi và khôn lớn, thì Hồng Phúc đã phải gánh chịu nỗi đau đớn về thể xác. Từ nay, con không thể chạy nhảy trên đôi chân của mình, nỗi đau ấy biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Hai chân của con đang có dấu hiệu hoại tử nhiễm trùng vết mổ cũ và sẽ phải mổ lại lần thứ hai. Gia đình chị Thơm thuộc diện khó khăn của phường Quyết Thắng. Giờ đây khi đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không có bảo hiểm, quả thật những người con khốn khổ ấy chỉ biết cầu nguyện sự giúp đỡ của cộng đồng. Hiện tại mẹ con bé Nguyễn Hồng Phúc đang được điều trị tại phòng 308, phòng B1, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức. Sau Cường Đô La, Quang Lê sẽ là người tiếp theo bị gái trẻ tránh yêu. Dù có hát hay, giàu có đến mấy, nhưng với những tật xấu dưới đây, liệu còn ai dám yêu ca sĩ Quang Lê? Vẫn có thể ngủ chung với người yêu cũ, chuyện tình giữa Thanh Bi và Quang Lê tưởng chừng sẽ có cái kết hạnh phúc, nhưng rồi họ chia tay sau 2 năm gắn bó. Sau khi đường ai nấy đi với diễn viên Người Phán Xử, Quang Lê đã có chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tình cảm. Trong đó, giọng ca đập vỡ cây đàn đã có phát ngôn gây sốc. Thực sự hai đứa vẫn là bạn bè của nhau và giữ một tình cảm sâu sắc. Tôi chẳng có gì để buồn, mình không đến với nhau được thì là bạn, là tri kỷ của nhau. Tôi đi ra Hà Nội vẫn có thể đi ăn với Thanh Bi, thậm chí không phải là bồ, vẫn có thể ngủ chung, chuyện rất bình thường. Qua đây nhiều người tự hỏi liệu có cô gái nào có đủ lòng bao dung để cho người mình yêu ngủ chung với tình cũ, điều này là không thể xảy ra. Trai một đời vợ và sống thoáng quá mức. Nam ca sĩ từng tiết lộ anh từng kết hôn năm 21 tuổi, nhưng ly hôn chỉ sau 1 năm. Tiết lộ về nguyên nhân hôn nhân đổ vỡ, Quang Lê cho biết, giữa hai người không chờ đợi được nhau nên sớm chia tay. Thêm nữa, thời điểm đó Quang Lê tập trung ca hát, đặt sự nghiệp lên trên hết nên không có thời gian cho gia đình. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Quang Lê và vợ cũ vẫn giữ liên lạc qua mail. Đôi khi vợ cũ đã đến xem một vài chương trình biểu diễn của Quang Lê. Sau khi tái hôn, vợ cũ Quang Lê đã có thêm 4 người con nữa. Yêu cầu về người yêu mới của Quang Lê phải là người không nằm trong showbiz, không có máu ghen và sẵn sàng ở nhà chăm lo hậu phương để anh vững vàng trên con đường sự nghiệp. Nhưng trong lối sống, Quang Lê lại là người suy nghĩ rất thoáng. Quang Lê và Thanh Bi từng lộ ảnh không mặc áo áp ngực trần vào nhau. Nhiều người cho rằng đây là ảnh giường chiếu của cặp đôi, nhưng Quang Lê cho biết đây chỉ là cảnh trong MV. Liệu rằng có người phụ nữ nào có thể không ghen nếu bạn trai mình có những hành động gần gũi bạn khác giới như Quang Lê? Vướng nghi án về giới tính, ngoài những tật xấu khó bỏ trên, nhiều năm qua Quang Lê còn vướng tin đồn về giới tính. Quang Lê có cách làm lành rất khó đỡ với Đàm Vĩnh Hưng sau scandal tranh giành giọng ca đang nguyên đường phố. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, thời gian đó Quang Lê nhắn tin rất nhiều lần, nhưng tôi không trả lời. Không nản, đến chỗ nào có hình tôi thì Lê làm hình trái tim, chu môi hôn và gửi ảnh về cho tôi. Tôi không nỡ nào nhẫn tâm với Lê nên đã bỏ qua. Sau khi Quang Lê và Thanh Bi chia tay, đã rộ lên tin đồn cặp đôi không có tình cảm và đây chỉ là chiêu trò PR hay Quang Lê dùng Thanh Bi làm bình phong che đậy giới tính. Đáp trả lại những thông tin thất thiệt này, giọng ca Về Đâu Mái Tóc Người Thương nói, nếu tôi muốn dùng phụ nữ đẹp để che đậy giới tính, mười mấy năm qua tôi đã có hàng trăm người đẹp sẵn sàng ký hợp đồng chấp nhận làm người yêu của tôi, nhưng tôi không làm như vậy. Mối quan hệ giữa tôi và Thanh Bi, tôi cũng chưa từng chia sẻ quá nhiều trên mặt báo. Do gần đây có nhiều phóng viên hỏi nên tôi mới trả lời. Dù lên tiếng giải thích, nhưng nghi vấn về giới tính vẫn đeo bám ca sĩ Quang Lê nhiều năm qua. Liên tiếp bị scandal bủa vây, trong showbiz Việt, Quang Lê là một trong những ca sĩ nam vướng nhiều thị phi nhất. Những scandal nối tiếp nhau như nghi án dạy Phương Mỹ Chi giả tạo trên sân khấu, khoe của. Dù hiện tại Quang Lê đã tiết chế lại hành vi của mình để không vướng ồn ào. Nhưng lấy gì đảm bảo nam ca sĩ sẽ không mắc sai lầm trong tương lai? Hơn nữa, hình mẫu lý tưởng của Quang Lê là một cô gái không trong giới showbiz. Nhưng liệu một người bình thường, liệu có thể chịu nổi những điều tiếng áp lực khi yêu giọng ca này? Quang Lê từng mệt mỏi khi bị nhiều người nghĩ rằng anh đã dạy cô con gái nuôi cách giả tạo trên sân khấu để lấy lòng khán giả. Nam ca sĩ nhiều lần khoe những tài sản giá trị của mình trên trang cá nhân. Quang Lê lại tiếp tục bị chỉ trích vì hình ảnh ngồi lên mộ người đã khuất.